Vâng, chào tất cả các bạn một tuần mới tuyệt vời. Sáng nay mình chia sẻ với các bạn là 10 điều ta nên làm mỗi ngày. Và những cái ngày này là chúng ta đã bắt đầu vào năm mới rồi đúng không? Và những bài này, những ngày này là những ngày mà cuối năm của Tết âm mình và bắt đầu cho năm mới của cái Tết âm mình. Và năm mới của năm 2019 thì nó đã bắt đầu. Các bạn thấy cho tới nay là đã được mười mấy ngày rồi. Bạn nào mà muốn xem live stream trực tiếp của mình mà nó phát nó báo mình thì các bạn bấm vào bên Facebook, thì các bạn bấm vào cái nút đăng ký. Còn bạn nào mà muốn xem live stream của bên kênh YouTube thì các bạn bấm vào cái chuông ở bên cái Facebook á, cái chuông. Khi mà bạn bấm nút đăng ký xong, bạn phải bấm thêm cái chuông nữa. Và các bạn like cái trang của mình đi. Và hôm nay mình chia sẻ bạn những cái điều mà chúng ta cần làm mỗi ngày nếu chúng ta muốn tiến tới một cái cuộc sống nó thoải mái, nó tuyệt vời hơn. Chào bạn Hoàng Hải, chào bạn Hoàng Thông. Vâng, và để có cái cuộc chia sẻ hôm nay được tuyệt vời thì các bạn hãy giới thiệu về mình, và cũng nên giới thiệu rằng là mình làm lĩnh vực gì, đang ở cái khu vực nào, ngành nghề nào, đang ở tỉnh nào, để mọi người cùng biết luôn, để sẵn qua cái livestream này mọi người kết nối với nhau. Và 10 điều mà bạn cần làm mỗi ngày đó là gì vậy? Thứ nhất, đó là cái từ khóa đầu tiên, đó là từ khóa về cảm ơn. Chào bạn Kiều Vi ở Nha Trang, chào bạn Tuyết Nhi, mới sáng sớm tuyệt vời. Chào bạn Lê Trường Tuấn, ok. Chào bạn Thảo Nguyễn. Từ khóa thứ nhất là cảm ơn. Cảm ơn. Cao hơn thì đó là lòng biết ơn. Mức độ thấp hơn, nhẹ hơn thì đó là cảm ơn. Chào bạn Hình Nhi, chào bạn Thanh Hùng. Mỗi ngày chúng ta luôn biết cảm ơn. Cảm ơn những điều chúng ta đang có. Không ai, chắc chắn một điều rằng không ai thành công một mình. Không ai mà chúng ta thành công một cái đơn lẻ cá nhân mà chúng ta không có sự giúp sức, không có sự tương tác này, không có sự chia sẻ, không có cái sự hỗ trợ ai đó. Em chụp hình và MMO, chào bạn Hoàng Thông tuyệt vời. Bởi vì trong quá trình bạn làm, chúng ta sống trên đời này, ngày xa xưa mà chúng ta sinh ra, chúng ta đã sống trong một cái bộ tộc. Các bạn hình dung không? Con người chúng ta là phải sống bộ tộc, phải có sự đoàn kết, có cộng đồng. Ngày xa xưa tổ tiên của chúng ta, dù ở trong rừng, dù ở trong núi, hồi đó điều kiện nó chưa có, nhưng mà chúng ta đã quay quần theo gì ạ? Theo từng cái bộ lạc với nhau rồi. Cái ngày xa xưa chúng ta chưa có ngôn ngữ nhiều, chúng ta chưa có điều kiện nhiều như ngày hôm nay, nhưng mà chúng ta đã quay quần rồi. Quay quần với nhau để gì ạ? Để cùng tồn tại, để cùng phát triển, để cùng đi tìm những cái món ăn đồ dưới nhau, để cùng che chở, giúp đỡ nhau chống chọi với thiên nhiên cuộc sống. Và cái sự thăng tiến đi lên của thời xa xưa, một người trưởng bộ lạc, một người trưởng nhóm đi săn đồ gì đó, họ đạt được thành công đó là nhờ cái sự hỗ trợ của cả một cái cộng đồng ở phía đằng sau lưng họ. Và ngày hôm nay nó cũng chả có cái gì khác xưa. Để chúng ta có được những thành quả ngày hôm nay là biết bao nhiêu công đóng góp của rất là nhiều người. Cái người đóng góp cho chúng ta cái công sức đầu tiên đó là ba mẹ của chúng ta, đã sinh ra ta, đã nuôi nắng. Anh chị em của chúng ta, những người chung quanh của chúng ta, những đứa bạn hồi học cấp 1, những đứa bạn hồi học cấp 2, những đứa bạn học cấp 3, những đứa bạn học đại học, những người bạn chúng ta gặp trên trường đời. Và khi những ngày đầu chúng ta ra kinh doanh, các bạn thấy không? Những người bạn của chúng ta, những lúc chúng ta yếu đuối, những lúc chúng ta nản chí thì gặp những người bạn họ động viên cho chúng ta, những người thầy mà chúng ta gặp được, chúng ta học từ họ một cái suy nghĩ gì đó, một cái kiến thức gì đó, một cái kỹ năng gì đó mà nó giúp về cho chúng ta thay đổi, và chúng ta thay đổi đột biến đi. Chào bạn Hiền Nguyễn, chào bạn Diệu Tông. Các bạn giới thiệu về các bạn, và các bạn giới thiệu các bạn đang ở đâu để mọi người cùng biết các bạn đi. Các bạn bấm like, các bạn bấm share cả kênh Facebook và kênh YouTube, và các bạn nhớ đăng ký để nó mới theo dõi mỗi lần livestream nó phát được.
Và các bạn thấy không, nó là cái con người mà họ biết suy nghĩ là mỗi ngày họ họ luôn cảm ơn, họ luôn gửi lời cảm ơn đến cuộc sống, họ luôn cảm ơn cuộc đời. Mỗi ngày thức dậy mà chúng ta thấy còn tồn tại trên thế giới này, nghĩa là một ngày rất là tuyệt vời. Cuộc đời của con người của chúng ta không không dài, chúng ta không dài, chúng ta còn có 80 tuổi, 100 tuổi là những người rất là tuyệt vời. Mình 40 mấy tuổi đời rồi, các bạn thấy chưa? Cuộc sống chúng ta không dài. Và chính vì yếu tố đó không dài nữa là chúng ta được sống và được tồn tại, nên chúng ta phải biết cảm ơn và trân trọng những cái gì chúng ta đang có, những mối quan hệ chúng ta đang có. Cái việc mà không biết nhau á, gặp nhau á, mà không biết nhau là cái chuyện đó rất là bình thường. Cái việc mà chơi với nhau rồi á, mà không gì không còn liên lạc với nhau nữa là chuyện bình thường. Cái tuyệt vời ở đây là làm sao chúng ta bảo vệ được những cái thành quả, bảo vệ được những cái thành quả, những gì những cái mối quan hệ với nhau, và chúng ta duy trì nó theo năm tháng. Đó mới là điều ý nghĩa. Và để làm được tốt việc này không còn cái gì khác, đó là cái sự cảm ơn. Khi mà bạn biết ơn những người bạn của chúng ta đang gặp, hoặc là những mối quan hệ chúng ta đang có, hoặc là một người chủ doanh nghiệp, một trong những cái lý do mà người nhân viên họ không làm việc với chúng ta nữa, đó là người chủ thiếu cái sự biết ơn, thiếu cái sự biết ơn người nhân viên của mình. Người chủ cứ đòi hỏi người nhân viên của mình, đòi hỏi những đối tác của mình phải làm việc cho mình, nhưng mà thiếu đi cái sự biết ơn, thiếu đi cái sự họ tồn tại trong cái doanh nghiệp của chúng ta, họ ở trong doanh nghiệp của chúng ta mỗi ngày, họ giúp cho chúng ta rất là nhiều việc, họ giúp cho khách hàng của chúng ta, họ làm cho cái thương hiệu của chúng ta nó càng ngày nó càng phát triển. Người chủ doanh nghiệp nào mà thiếu biết ơn cái đội ngũ của mình, thiếu cái sự trân trọng của đội ngũ của mình, thì cái người nhân viên đó chắc chắn là như thế nào họ như thế nào họ cảm giác rất là khô khan, họ làm việc nơi này họ không được ghi nhận. Thì để chúng ta và các bạn có đồng ý rằng, nếu các bạn đang đi làm việc cho một cái tổ chức nào đó và tổ chức nào luôn cảm ơn bạn, luôn trân trọng các bạn, thì các bạn thấy các bạn có niềm cảm hứng mỗi sáng mỗi ngày bạn tới bạn làm việc ở cái tổ chức đó mà, cái đó là điều chắc chắn. Nên chào bạn Cao Linh ha, nó là cái điều mà chúng ta cần làm mỗi ngày khi mỗi sáng chúng ta thức dậy, đó là gì các bạn ơi? Đó là biết ơn, cảm ơn những gì chúng ta đang có, cảm ơn kể cả chúng ta cảm ơn cái ánh nắng mặt trời, cảm ơn một ngày rất là tuyệt vời, cảm ơn những cái đồ vật chúng ta đang có, cảm ơn quyển sách chúng ta đã sở hữu được, cảm ơn cái điện thoại, cảm ơn Facebook, cảm ơn livestream này. Điều đó nó rất là ý nghĩa. Các bạn bên kênh YouTube các bạn comment đi, không thấy các bạn comment. Kênh Facebook thì mình thấy các bạn comment rồi. Vâng. Và tiếp theo nữa, cái từ thứ hai, cái điều thứ hai mà các bạn làm, đó là nên viết những điều chúng ta muốn làm và những bài học ra giấy, ghi ra, nên viết. Có thể là buổi sáng hoặc là có thể là buổi tối. Buổi tối thì tuyệt vời hơn. Viết ra. Chúng ta sau một ngày làm việc thì chúng ta phải viết ra được là ngày hôm nay chúng ta đã làm được những cái gì, chúng ta chưa làm được những cái gì, tại sao chúng ta chưa làm được cái đó, và viết ra là chúng ta đã học được những cái bài học gì cho cái việc đó. Chào bạn Nguyễn Tấn Đạt. Hãy viết ra. Các bạn xem livestream thì các bạn cũng nên comment xuống để các bạn mới có năng lượng. Các bạn ngồi và các bạn xem không á, là tự nhiên các bạn không có năng lượng. Ví dụ mình ghi là mình học cái nào giờ nào thì tự nhiên các bạn sẽ thấy được. Còn không là các bạn cũng sẽ không có thấy được cái bức tranh. Bạn có lên cảm ơn ba quyển sách của mình, sách hay quá, cảm ơn em nhiều. Năm 2019 mình sẽ ra sách tiếp, và mục tiêu của mình là ra 10 quyển sách. Cảm ơn các bạn. Sách của mình thì viết về kinh doanh thôi, nói về kinh doanh. Bạn nào mà đam mê kinh doanh, khát khao ra làm kinh doanh thì các bạn chia sẻ cho. Ok, cho bạn Lộc Trần. Vậy thì đây là một cái thói quen nó rất là tốt các bạn. Ngày hôm nay chúng ta có Facebook, có Zalo,
có internet, đôi khi chúng ta làm biếng mất làm cái việc này. Mình kể cho bạn biết là hồi xưa mà mình viết sách, cái thời đầu bạn mình viết sách á, chào bạn Vũ Tuấn, cái thời đầu mình viết sách á thì mình hay viết cái trên cái laptop, mình gọi là có dùng cái tay viết này. Thì một bí mật là khi mình viết trong laptop là cái đầu của mình nó như thế nào ạ? Chào bạn Nguyễn Văn Hoàng nha. Cái đầu của mình nó không có sáng tạo và nó không có feeling. Nó không có feeling các bạn. Và khi mình quyết định mình đổi sang mình có quyển tập và mình ngồi mình cầm cái cây viết mình viết các bạn không? Chúng ta ngồi chúng ta cầm cái cây viết và chúng ta viết ra tập á. Chúng ta viết ra ra tập viết này, viết ra ra tập. Thì các bạn biết cái chuyện gì không ạ? Tự nhiên cái ý tưởng của chúng ta nó chạy nhiều lắm các bạn ạ. Nó là thật sự là chúng ta sử dụng cái cây viết với tờ giấy chúng ta viết ra là cái đầu của chúng ta nó sẽ làm việc. Mà các bạn sẽ học được nhiều cái thứ từ cái việc này lắm. Chào bạn Lập Dương Văn, cảm ơn đọc cái comment bạn vui quá. Chào bạn Tiêu Hoàng Hải, ok. Nó là nó hay vô cùng các bạn ạ. Nó hay lắm. Viết ra, hãy ngồi vừa nói và viết ra. Chứ các bạn ngồi suy nghĩ không á, nó cũng không có ra. Và tự nhiên bạn quên cái ý tưởng của ta, mà cái đầu ta nó bay nhảy, nó chạy liên tục. Nó bay nhảy, nó chạy liên tục. Còn chúng ta ngồi, chúng ta viết mọi thứ ra, viết ý 1, chúng ta viết ý 2, viết ý 3 ra. Và tự nhiên cái đầu chúng ta nó sâu lắm. Và nó nhớ từng nốt một. Là cái thói quen mà tuyệt vời nhất mà các bạn cần làm mỗi ngày. Đó là các bạn viết ra. Viết thứ nhất là đúc kết những cái bài học chúng ta làm được. Những cái gì ạ? Những cái kinh nghiệm chúng ta đã va vấp. Viết những cái gì ạ? Viết những cái mà cái chúng ta làm được cái đó, chúng ta đã áp dụng cái bài học gì, chúng ta đã áp dụng cái bí quyết gì để chúng ta làm được cái điều đó. Và chúng ta như thế nào nói, chúng ta lên cái kế hoạch và mục tiêu cho một ngày mới. Chúng ta viết ra được cái plan, chúng ta giúp cho chúng ta thấy ra được cái bức tranh cho ngày mới. Các bạn nhớ bấm cái live stream, rồi xong đó các bạn như thế nào, các bạn chia sẻ cái live stream này về nhà các bạn để các bạn có dịp xem đi xem lại các bạn nhớ. Hoặc là các bạn như thế nào, hoặc là các bạn ai đó vào live stream của bạn và họ xem được cái live stream và họ như thế nào họ thay đổi một cái gì đó là bạn đã góp phần gieo hạt. Bản thân mình cũng ý thức ra được như vậy nên các bạn thấy là sáng chủ nhật mình tranh thủ mình live stream mới sáng sớm. Mình live stream xong là bắt đầu mình lên trung tâm để mình đứng lớp rồi. Mình đứng lớp 2 ngày. Cái lớp làm chủ doanh nghiệp khóa 159, mình đứng lớp 2 ngày. Hôm qua mình cũng đứng lớp từ sáng cho tới tối, bây giờ mình cũng lớp từ sáng cho tới tối. Hơn 9 giờ tối, 10 giờ đêm mới về nhà. Nhưng mình cũng live stream bởi vì mình biết mình làm những cái công việc nó như vậy thì mình sẽ gieo hạt. Và cái hạt của mình nó mỗi ngày nó sẽ lớn lên. Vừa rồi mình đọc bên kênh YouTube của mình á, có một bạn nói là từ lúc bạn xem những cái live stream của mình thì bạn nói là bắt đầu bạn thay đổi cái sống, cái nhìn đó đó. Đó ý đây là mình nói là cái sự gieo hạt. Chúng ta mỗi người bằng cách nào đó chúng ta góp phần gieo hạt cho những người xung quanh của mình để cuộc sống họ nó tốt hơn. Bạn không thể thành công một mình mà xung quanh mình những người khác không thành công được. Bạn không thể ăn một mình mà những người xung quanh của chúng ta không ai ăn hết. Cái cuộc ăn uống nó tệ lắm. Ok, rồi, vậy là vừa rồi mình nói các bạn cái điều thứ hai là viết ra. Cái điều thứ ba là mỗi ngày luôn có gì ạ? Mỗi ngày luôn có plan cho mình. Không được sống mỗi ngày một cách ngẫu nhiên. Mỗi ngày bạn luôn có một cái plan, tức là một cái kế hoạch á. Chào bạn Hoàng Thơ Phát. Chào bạn Quản Trị Viên. Mỗi ngày luôn có cái bản kế hoạch cho mình. Chào anh Hai Đô. Bởi vì nếu ngày đó mà bạn không có một cái bản kế hoạch làm việc cho mình thì ngày đó bạn cực kỳ hoang phí thời gian. Hoang phí lắm. Hoang phí vô cùng. Rất là hoang phí. Các bạn thấy là nếu chúng ta có plan rõ ràng là sáng 5 giờ sáng chúng ta thức dậy chúng ta tập thể dục. 30 phút chúng ta có cái khung thời gian đó rất là rõ ràng thì chúng ta hướng tới cái điều đó. Còn nếu mà các bạn nói là sáng 5 sáng mà không biết mấy giờ thức dậy
thì rõ ràng là bạn sẽ nướng nướng một cách rất là vô vọng. Nướng à, có thể là 7 giờ thức dậy, có thể là 8 giờ thức dậy, nghĩa là chúng ta hoang phí à, và chúng ta có plan 5 giờ thức dậy là tự nhiên con người chúng ta nó thức dậy để gì à? Nó chạy tập thể dục à, và chúng ta ghi nó 30 phút là chúng ta có xu hướng là chúng ta xem đúng 30 phút là chúng ta dừng cái cuộc tập thể dục đó. Rồi sau đó, còn nếu mà các bạn không ghi 30 phút thì cái chuyện gì nó xảy ra à, có thể là bạn tập tới 45 phút, có thể là bạn tập tới 1 tiếng, nó lại hoang phí thời gian ngay. Rồi bạn nói là 5 giờ sáng giờ tập thể dục tới 30 phút thì tiếp theo sau đó là bạn ghi tiếp là vào là chúng ta đọc 10 trang sách, là lập tức bạn tranh thủ bạn vào và bạn đọc được 10 trang sách liền à, 10 trang sách đó nó mắc hết các bạn. Ví dụ đi à, bạn ghi bạn nốt à, trong 30 phút đi à, thì các bạn thấy không à, là trong vòng 1 tiếng đồng hồ chúng ta đã làm được hai việc à, và à, có thể là bắt đầu từ 6 giờ là bạn bắt đầu làm gì à, à mình viết bài, viết một bài cho trang web của mình, viết một bài cho trang cá nhân của mình à, tuyệt vời bạn Nguyễn Hữu Quang, tuyệt vời em à, viết một bài cho trang của mình thì lập tức bạn viết khoảng 1 tiếng đồng hồ đi là xong, là tới 7 giờ các bạn thấy không? Từ 5 giờ 7 giờ bạn đã làm được 3 việc nó rất là quan trọng à, rồi sau 7 giờ đó là bạn hẹn một cái người bạn nào đó và cùng ăn sáng chung. Ví dụ dù vậy, một người bạn nào đó cùng ăn sáng chung à, và mình sẽ trao đổi với người bạn đó khoảng tới 8 giờ à, các bạn thấy chưa, là mỗi ngày mà chúng ta luôn có plan làm việc là chúng ta luôn rất là hiệu quả. Chúng ta hiệu quả từng cái thời khắc một à, chào bạn Mỹ Lương. Còn à, còn chúng ta không có plan làm việc theo ngày á thì nghĩa là sao ạ à? À, như hồi nãy các bạn hình dung á, các bạn xem từ đầu bạn hình dung á, các bạn chúng ta hoang phí vô cùng. Và chào bạn Hoàng Nguyễn, hoang phí kiểu gì à? Chúng ta có thể là tập thể dục à, có thể là chúng ta dậy à, 7 giờ sáng chúng ta mới dậy, cũng có thể là 8 giờ sáng bởi vì chúng ta đâu có một cái hành gì đâu. Hoặc là à, có thói quen thức dậy tập thể dục mà chúng ta không ra plan là tập thể dục 30 phút thì nghĩa là gì ạ à? Nghĩa là có thể là chúng ta ngồi à, tới như thế nào à? À chúng ta ngồi à, tới 7 giờ sáng à, nên là tất cả là phải có một cái plan rất là chi tiết rõ ràng. Chào bạn Hồng Cao, chào bạn Võ Minh Hiếu à, nên là hãy có cái thói quen lập kế hoạch mỗi ngày các bạn à. Khi mà các bạn lập kế hoạch mỗi ngày à, dĩ nhiên lúc đầu lập kế hoạch các bạn không có tuân thủ được đâu. Dù bạn lập kế hoạch ngày nay bạn làm 10 điều thì có thể là bạn làm được có 3 điều, 5 điều thôi, nhưng mà điều đó nó vẫn cứ tốt, nó giúp cho bạn. Rồi ngày hôm sau bạn lập tiếp, rồi ngày hôm sau bạn lập tiếp, rồi mỗi ngày bạn đi vào cái lề, nó đâu ra đó và nó chỉnh chu hơn. Và bạn nào quyết tâm làm được cái việc này thì chắc chắn rằng cái con người bạn sau này nó rất là hiệu quả, nó làm việc gì ra việc đó, chứ nó không có phải là hoang phí thời gian. Những người mà họ nói họ bận, họ không có thời gian á, là những người đó họ hoang phí thời gian ghê gớm luôn các bạn ơi. Họ hoang phí thời gian dữ lắm à. Cái điều thứ ba các bạn nhớ chưa à, cái điều thứ ba, cái điều thứ tư các bạn ghi vô à, là mỗi ngày à, các bạn nên gì à? Nên ngồi review lại những người chúng ta quen và ai đó đã lâu lắm rồi chúng ta chưa liên hệ với họ à, những người mà trên hành trình cuộc sống chúng ta quen á à, à, chào bạn Dương Anh Khoa, chào bạn Yến Tô à, à, và ai đó lâu lắm rồi chúng ta chưa có liên hệ họ, chúng ta chưa có kịp tương tác với họ, có thể là trong danh bạ điện thoại, có thể là trong danh bạ Facebook, có thể là trong quyển sổ nốt, có thể là trong Zalo, cũng có thể là trong email, có thể là trong cái hộp đựng cạc điện thoại à, nhiều người đã lâu lắm rồi ta biết họ, hoặc cái ta đã cùng chơi với họ, chúng ta cũng đã từng ăn uống với họ, chúng ta đã từng ngồi nói chuyện với họ à, chào bạn Sơn Vũ à, chúng ta đã từng tương tác với họ à, thậm chí có những người đã chỉ cho chúng ta những cái kinh nghiệm, những chia sẻ, những cái điều tuyệt vời, nhưng lâu lắm rồi chúng ta lại không liên lạc với họ à, giữa ta với họ nó có một cái khoảng cách rất là xa rồi, không ai liên lạc ai, không ai tương tác ai à. Và bây giờ bạn chịu khó như thế nào à? Bạn chịu khó bạn ngồi ra, bạn lấy ra nếu Facebook, bạn nhắn cho họ một cái tin à, bạn nói là chào anh, chào chị, lâu quá không gặp à, cớ rảnh không à, anh có khỏe không, công việc anh có phát triển không, ok chưa à, hoặc là à, gặp ai đó, chào bạn Nguyễn Vương
Có thể là trong tin nhắn chúng ta nhắn cho họ một cái tin, hoặc là trong Zalo chúng ta nhắn họ cái tin, hoặc là qua email chúng ta gửi cho họ một cái email. Đã có ai đó lâu lắm rồi, mình muốn nói với bạn lâu lắm rồi mà ta như thế nào à, chúng ta chưa dịp gì à, chưa dịp chào họ, chưa dịp kết nối với họ. Thì bạn hãy làm ngay cái việc này, bạn làm ngay ngày hôm nay đi. Cũng có thể là khách hàng của ta, có một người nào đó họ mua hàng của chúng ta lâu lắm rồi mà ta chưa gì à, chúng ta chưa tương tác với họ, chúng ta chưa liên lạc họ, chúng ta chưa làm điều đó với họ, thì bạn hãy làm liền đi. Nó sẽ vô cùng hiệu quả đối với bạn. Và đây là một cái thói quen, có thể là không phải là làm quá nhiều, mỗi một ngày bạn làm việc này, bạn kết nối cũng 5 người thôi, không cần nhiều đâu, nhưng nó sẽ rất là hiệu quả đối với bạn. Chào bạn Kim Khánh, nó vô cùng hiệu quả. Mình gửi đến các bạn một thông điệp đó, và mong làm sao là các bạn bắt tay và các bạn làm liền đi, thì các bạn thấy nó tuyệt vời lắm. Đó là điều thứ tư. Cái điều thứ năm, chào bạn Thanh Thúy, ok. Cái điều thứ năm là điều gì ạ? Chúng ta xem thử chúng ta đã gì ạ? Đã có những cái sai lầm gì, và chúng ta có phạm lỗi lầm với ai đó thì chúng ta sẵn sàng gì ạ? Xin lỗi. Có phạm lỗi lầm với ai đó, chúng ta sẵn sàng xin lỗi. Cái việc này nó làm cho bạn sẽ trưởng thành hơn. Nó làm có thể là nhắn qua lời nhắn, có thể là nhắn qua Facebook, có thể là nhắn qua Zalo, hoặc là chúng ta làm cho khách hàng chúng ta nổi giận và cái đó là sai lầm của chúng ta, thì chúng ta sẵn sàng. Cái điều này nó giúp cho bạn trưởng thành rất là nhiều. Cũng có thể là nó an ủi người bên kia, cũng có thể là nó không an ủi, nhưng trước tiên bạn là người trưởng thành hơn, nó giúp cho bạn trưởng thành hơn nhiều. Càng ngày các bạn trưởng thành hơn. Nếu mà bạn can đảm bạn làm được việc này thì bạn mới trở thành một người lãnh đạo tuyệt vời được. Nếu mà chúng ta đã từng là nhân viên của mình, và cái nhân viên của mình đáng lẽ chúng ta như thế nào ạ? Đáng lẽ nó làm cái điều đó tốt, chúng ta nên khuyến khích, nhưng mà chúng ta lại không làm, chúng ta lại la, chúng ta lại chửi. Và nhiều lúc chúng ta cảm giác rằng là chúng ta la nặng lời hay là gì đó, thì chúng ta sẵn sàng chúng ta điều chỉnh lại. Gặp em đó chúng ta nói lại, nó không có gì là ghê gớm hết. Và nó giúp cho chúng ta trưởng thành hơn. Vậy thì các bạn thấy không ạ? Vừa rồi mình đã chia sẻ bạn 5 điều rồi. Thì qua 5 điều này các bạn học được cái gì? Các bạn cho mình cái lời comment đi. Qua 5 điều vừa rồi bạn nhận ra được cái gì? Và mình dừng lại một ít phút để mình quảng cáo về mình chút xíu các bạn ha. Mình quảng cáo về mình một chút xíu, mình dừng lại ít phút. Các bạn những cái quyển sách của mình ở đâu mất tiêu rồi. Ok. Mình tên là Nguyễn Thế Duy và hiện tại mình là người sáng lập Vườn Ươm Doanh Nhân B-Training, và mình thành lập nó năm 2009. Và phía trung tâm mình thì chuyên đào tạo và giúp cho các bạn ra làm chủ cho mình một cái doanh nghiệp, chuyên chia sẻ những cái kiến thức làm chủ doanh nghiệp. Và bạn nào mà khát khao ra làm chủ doanh nghiệp thì các bạn đến B-Training, thì các bạn đến một nơi là chúng chia sẻ những cái kinh nghiệm đó, luôn chia sẻ. Chúng ta còn 10 điều nữa nha các bạn. Hôm nay mình chia sẻ 10 điều. Vừa rồi là 5 điều rồi, còn 5 điều nữa. 5 điều chúng ta nên làm. Và rất là vui là trong những năm qua các bạn đã áp dụng những cái điều này bằng một cách nào đó vào trong cuộc sống để giúp các bạn phát triển hơn. Cái quyển sách đầu tiên mình giới thiệu với các bạn đó là quyển sách Vượt Biển Lớn, cái cách đi lên của người khởi nghiệp từ năm xu. Nếu các bạn đọc cái quyển này thì nó làm cho các bạn như thế nào nó làm cho bạn phát triển, nó làm cho bạn bắt buộc phải ra kinh doanh, nó học hàng loạt những bài học mà chúng ta đi khởi nghiệp từ không đồng lên nó như thế nào. Rất là nhiều bạn đang xem livestream này đã sở hữu quyển sách của mình. Cái quyển sách thứ hai của mình đó là cái quyển Mỗi Ngày Một Chút Thôi. Ở đây mình chia sẻ 101 bài học trong kinh doanh và cuộc sống. Những bạn mà họ làm kinh doanh thì họ nói rằng họ đọc cái quyển sách này mỗi ngày. Đúng rồi, chắc chắn là nó ngược em. Mình ở đằng trước mà, mình quay cái máy trước mà. Và cái quyển sách thứ ba của mình là quyển Bán Hàng Online Ngay. Cái quyển sách này
mới phát hành khoảng mới cái nửa tháng đây mà cái lượng sách đi khắp miền đất nước rất là nhiều, rất là lan tỏa. Và quyển sách thứ tư là quyển sách Beyond the Way. Cái quyển này là quyển bằng tiếng Anh, chúng ta bán in nước ngoài. Vậy thì ngay bây giờ mà các bạn nào đi xem trên cái livestream này mà bạn sở hữu ba cái quyển sách này, Vượt Biển Lớn, Mỗi Ngày Một Chút Thôi và Bán Hàng Online, ba cái quyển sách này tổng tiền là 330.000 và free ship cho các bạn trên khắp mọi miền đất nước. Và các bạn nào mà sở hữu ba quyển sách này thì các bạn ép vào một cái group, và trong cái group này mình quyết định là sang tuần mình sẽ live stream chia sẻ trong group này cái cách làm sao chúng ta ra khởi nghiệp kinh doanh, live stream cho bạn miễn phí trong cái group đó. Hiện tại cái group đã khoảng 600 bạn rồi và các bạn sẽ được live stream miễn phí ở trong cái group đó, mình chia sẻ bạn trong cái group đó. Ngoài ra thì hiện tại là đang là cái dịp Tết nên mình cũng đang live stream trong một cái group và chia sẻ cho các bạn. Hiện tại cái group là hơn 80 bạn đã đăng ký khắp mọi miền đất nước, các bạn học ở trong cái group đó. Các bạn học những cái chiến lược kinh doanh ngày Tết, các bạn học được cái cách làm sao để các bạn kinh doanh Tết hiệu quả. Thì các bạn nào quan tâm thì các bạn add cái Zalo 0937939598. Dĩ nhiên đó là cái khóa học chỉ bí quyết nên các bạn cần phải trả học phí. Học phí là 500.000 để các bạn vào trong cái group đó các bạn học. Mình sẽ chia sẻ bạn đến 4 buổi, 4 buổi live stream trong cái group đó chia sẻ. Và tuyệt vời nữa là các bạn được kết nối hơn 80 bạn đang làm kinh doanh Tết trong khắp mọi miền đất nước các bạn. Trên khắp mọi miền đất nước các bạn có dịp tương tác làm quen với những người đó. Điều này rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn các bạn nào muốn học kinh doanh online, kinh doanh đi vào quy trình kinh doanh thì các bạn có 3 quyển sách và mình sẽ ép các bạn vào trong một cái group có sách, và trong group đó mình tuần này sang tuần luôn mình cũng chia sẻ bạn về cái cách làm sao chúng ta kinh doanh trong cái group đó 3 tiếng đồng hồ liên tục. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ chúng ta lại đi tiếp. Các bạn nào quan tâm mua sách thì các bạn bỏ số điện thoại xuống, comment số điện thoại xuống. Vâng, chúng ta đi tiếp. Hồi nãy là mình đã nói tới điều thứ 5 rồi. Điều thứ 5 là chúng ta ghi lại những cái sai lầm, những cái thất bại, đúng không? Chúng ta cần phải xin lỗi, đúng không? Điều thứ 5 ok chưa? Điều thứ 5 là các bạn phải biết gì ạ? Phải biết bày tỏ, thể hiện được cái tình cảm, thể hiện được tình cảm với những người mà chúng ta trân trọng. Nhiều người cái tình cảm ở bên trong con người của bạn có, tuy nhiên các bạn không, cái vấn đề ở đây là các bạn không chịu nói nó ra, các bạn không chịu bày tỏ tình cảm của nó ra. Cái vấn đề ở đây nó là chỗ đó. Các bạn có thể là các bạn rất là yêu quý mẹ nhưng mà các bạn lại không nói ra. Các bạn có thể là yêu quý anh chị mình nhưng mà các bạn có thể là các bạn không nói nó ra. Các bạn có thể là yêu quý những người anh em của mình nhưng mà các bạn lại không nói nó ra. Cái đây là một cái điều mà tính cách của nhiều người. Vậy thì nếu các bạn không thể nói ra thì các bạn có thể là biểu hiện qua những cái việc khác. Các bạn cho một món quà, các bạn có thể là viết cái lá thư, các bạn có thể là gửi email. Hãy nói cái điều này ra. Anh lịch học làm chủ doanh nghiệp, học trực tiếp tại Bi thì em cứ ghi cái số điện thoại 0937939598, em liên hệ đó thì cái lịch các em nó sẽ báo cho em nha. Em add Zalo cũng được, cái số đó em add Zalo. Các bạn hình dung cái này, nó là đôi khi chúng ta không bày tỏ ra được cái tình cảm đó. Và chính cái điều mà chúng ta không bày tỏ ra được tình cảm đó là chúng ta như thế nào? Chúng ta cứ giữ trong lòng, rồi người kia thì họ đâu có hiểu đâu. Và nó làm cho chúng ta như thế nào ạ? Nó làm cho chúng ta cả hai bên nó cảm giác là không được quan tâm nhau, không được thông cảm nhau, không được biết về nhau. Đó là điều thứ 6, đúng không? Điều thứ 7 là chúng ta hãy xem lại mỗi ngày, chúng ta hãy xem lại chúng ta đã gì ạ? Đã học được một cái bí quyết và phát triển được một cái kỹ năng gì chưa? Bạn đã học được một cái bí quyết và phát triển kỹ năng gì chưa? Phần lớn là chúng ta không chịu khó để học
Một cái bí quyết mình, các bạn phải tự hỏi cái câu hỏi này nè, thực sự là ta đang bế tắc một cái kỹ năng gì, thực sự là ta đang thiếu một cái kiến thức gì, và chính cái kiến thức đó, cái kỹ năng đó nó làm cho bạn mai một đi, nó làm cho bạn không biết đi. Vậy thì đó là cái kỹ năng kia, cái kiến thức gì, và ngày hôm nay chúng ta làm gì để cho chúng ta rèn luyện cái kỹ năng và kiến thức đó. Ngày hôm nay chúng ta làm gì, hình dung chưa, để chúng ta rèn luyện nó. Chúng ta góp phần làm gì? Bạn có đồng ý với mình rằng là để phát triển một cái kỹ năng gì đó, chúng ta phải theo năm tháng và chúng ta phải luyện nó mỗi ngày. Nó không có cái chuyện mà muốn mà được được. Đó là một cái điều chắc chắn rằng chúng ta cần phải gì ạ? Phải lên kế hoạch mỗi ngày để chúng ta rèn luyện. Để mà có một cái thói quen tập thể dục thôi, các bạn biết rèn luyện rất là lâu để chúng ta có được cái thói quen tập thể dục. Chúng ta chưa có thói quen dậy sớm thì chúng ta phải rèn luyện để cái năng dậy sớm. Chúng ta chưa có thói quen đọc sách thì phải rèn luyện để chúng ta có sách, phải mua sách để trong nhà, và thường xuyên đọc sách bất kỳ một cái gì. Chưa có kỹ năng marketing thì chúng ta phải luôn thực hành những cái động tác liên quan tới marketing. Chưa có kỹ năng bán hàng thì phải luyện bán hàng. Chưa có kỹ năng làm kinh doanh thì cũng phải luyện. Đó là những cái kỹ năng kép mà các bạn phải mất theo 5 tháng các bạn mới làm được. Vậy thì các bạn có làm cái điều số 7 này không? Là mỗi ngày chúng ta cần thay đổi một cái kỹ, cần có cho mình một cái kỹ năng mới, một cái điều mới gì đó, các bạn có làm được không? Các bạn có cam kết không? Nếu mà các bạn cam kết thì các bạn comment xuống, các bạn nói là cam kết mỗi ngày tôi làm được cái điều mới này. Tôi luôn luôn thay đổi một điều mới này. Ok. Điều thứ 8, đúng không? Điều thứ 8 là chúng ta như thế nào ạ? Chúng ta phải biết ghi nhận và học hỏi từ những cái thất bại của mình. Chúng ta có thể thất bại, nhưng cái thất bại đó chúng ta như thế nào ạ? Chúng ta lại lặp lại nó lần thứ 2. Là cái điều này là hoàn toàn em đã đặt, hiện tại em đã nhận được 2 quyển, còn 1 quyển nữa. Bạn inbox vào Facebook của mình cái số điện thoại đi, để các em nó kiểm tra là đã gửi cho em chưa. Bạn Hoàng Nguyễn nhé. Chúng ta cần phải biết rằng là thất bại là chắc chắn có, bởi vì không ai tài giỏi gì không thất bại. Tuy nhiên cùng chính một việc đó mà chúng ta thất bại lần 2, lần 3, đó là một cái điều không được, bởi vì chúng ta thiếu đúc kết và học hỏi. Không ai tài giỏi gì không thất bại, không ai tài giỏi gì không sai lầm. Tuy nhiên sai lầm đi sai lầm lại đúng cùng một lý do, đó là điều hoàn toàn không nên. Lý do lớn nhất ở đây là bạn không chịu đúc kết ra cái bài học, bạn không chịu mổ xẻ ra là chúng ta đã phải những cái lỗi gì, chúng ta đã không biết cái điều gì mà nó dẫn đến cái sự thất bại đó. Đặc biệt là trong kinh doanh, trong khởi nghiệp, nhiều người đam mê ra khởi nghiệp và lao ra làm, và khi làm thì như thế nào ạ? Cứ làm theo một cách quán tính máy móc và một cách rất là chủ quan, và sau đó họ nhận những thất bại, họ mất tiền bạc, rồi sau đó họ lại bắt đầu làm rồi một cái khác với một cái thói quen y chang như lần cũ. Và cái điều này là điều không hữu ích chút xíu nào, hoàn toàn không hữu ích. Sai lầm có thể xảy ra, nhưng lặp lại sai lầm đó là bạn là người như thế nào người thiếu cái sự học hỏi và đúc kết. Nên cái điều thứ 8 mình muốn nói lại với các bạn rằng là hãy gì hãy xem lại mình đã va vấp những cái gì, cái điều đó tại sao mình làm không tốt. Trong kinh doanh người ta được gọi là luôn luôn đo lường những cái con số và ra quyết định trên những con số đó. Đó là mình nói những cái ngôn từ trong kinh doanh. Còn nói những cái ngôn từ trong cuộc sống là chúng ta luôn xem lại chúng ta đã vấp phải những cái điều gì,
chúng ta đã không làm tốt vấn đề gì và nó dẫn đến những cái thất bại đó. Các bạn thấy điều này hay không? Rất là hay. Cái điều thứ 9, hôm nay chia sẻ 10 điều mà. Cái điều thứ 9, các bạn nói vào. Điều thứ 9 là hãy gì ạ? Hãy đơn giản hóa mọi thứ trong cuộc sống của chúng ta. Hãy xem phòng ốc của chúng ta, các bạn đã đơn giản hóa nó chưa? Bạn đã sắp xếp trật tự, nó ngăn nắp gọn gàng chưa? Cái nào mà qua một năm rồi chưa dùng thì chúng ta loại nó chưa? Hay là chúng ta chắc chứ bú xua? Chúng ta đã ngăn nắp đâu ra đó chưa? Cái sự ngăn nắp rõ ràng nó làm cho bạn, tính cách của bạn cũng ngăn nắp rõ ràng. Nó cũng làm cho bạn làm việc với khách hàng, với đối tác, mọi thứ cũng ngăn nắp rõ ràng. Chúng ta chỉ cần ngăn nắp rõ ràng, chỉnh chu trong việc cũ, nó sẽ giúp cho chúng ta ngăn nắp rõ ràng, chỉnh chu trong việc lớn. Không ai mà tự nhiên có được những tính cách đó, chẳng qua là chúng ta chịu học hỏi, chịu khó rèn luyện. Chào bạn Phúc Lê. Nó là hãy xem cái điều thứ 5, cái điều thứ 9 này là hãy luôn luôn review lại những cái việc mình đang làm. Có cái việc nào mình làm nó bù lưu bơ lo thì dẹp bớt. Hãy xem lại cái chỗ mình ở, hãy xem lại cái tủ quần áo của mình, hãy xem lại nhà cửa của mình. Luôn xem cái gì đó nó không ok thì loại đi. Hãy xem lại cái bàn làm việc của mình, hãy xem lại cái phòng làm việc của mình, hãy xem lại cuộc sống mình. Cái gì nó không hiệu quả thì chúng ta đơn giản hóa nó đi. Chúng ta đừng có làm, đừng có cái gì cũng mang vào rồi cái gì nó cũng tự lưa hết. Nó không ngăn nắp đâu ra đó và nó làm cho cuộc sống bạn nó cũng chắc chứa nhiều thứ vậy. Và cái điều thứ 10 là luôn ghi nhận và cảm ơn cuộc đời của mình. Người nào mà không biết cảm ơn chính mình, cảm ơn cái sự tồn tại của mình trên đời này, người nào mà không biết cảm ơn, không biết quý trọng cái thân thể của mình, không biết quý trọng sức khỏe của mình, luôn luôn bảo vệ con người mình, ý thức tới sức khỏe, ý thức tới ăn uống, ý thức tới hơi thở, ý thức tới máu mủ của mình, ý thức những cái điều mà làm cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh, luôn trân trọng và cảm ơn cái cơ thể của mình, nó đã giúp cho chúng ta hình thành nên con người của chúng ta ngày hôm nay. Những người mà họ không quý trọng cơ thể, họ sẽ nhậu nhẹt, họ sẽ bị như thế nào nhồi máu cơ tim, rồi họ làm những cái việc quá đáng với cơ thể của họ. Họ không có quý trọng. Nếu mà bạn quý trọng cơ thể của mình, bạn quý trọng chính cái con người của mình, bạn luôn cảm ơn chính mình, bạn luôn ghi nhận chính cái nỗ lực của mình mỗi ngày, thì bạn sẽ có một cái năng lực rất là lớn, một năng lực rất là dồi dào để bạn làm những cái điều hữu ích hơn cho những người chung quanh mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào bạn Phan Ngọc Hiếu, cảm ơn em. Chào, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn đã nghe 10 điều mà chúng ta nên làm mỗi ngày. Cái đây là cái điều mà mình đúc kết trong những năm qua. Và các bạn nào mà đăng ký mua 3 quyển sách thì các bạn comment số điện thoại xuống, sách sẽ được giao đến nhà bạn trên khắp mọi miền đất nước, và các bạn sẽ được ép vào trong một cái group để chúng ta như thế nào chúng ta học. Mình sẽ chia sẻ 3 giờ kinh doanh ở trong cái group đó cho những bạn sở hữu 3 cái quyển sách. Bạn nào mà học cái lớp kinh doanh Tết, kinh doanh ngày Tết, thì các bạn add cái số Zalo 0937939598. Các bạn làm việc với thủ tục đó thì các bạn sẽ được add vào trong cái group đó. Cảm ơn các bạn. Một buổi sáng rất là tuyệt vời. Sau khi livestream này thì mình cũng đã lên lớp rồi. Mình đứng lớp cả ngày hôm nay, từ 9 giờ sáng đến 9 giờ khuya, 10 giờ khuya lận. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn ngày